What's up, chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với channel của mình là Mac đây. Và chào mọi người đến với Mac Reaction. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những cái video reaction mà các bạn gửi về cho mình nữa. Và ngày hôm nay đã có một bạn fan gửi về cho mình một cái video và kêu mình làm thử thách là thử thách xem và đừng sợ thú ăn thịt vs con người. Thì cái video này là về những cái trận chiến mà đã từng xảy ra của loài những loài thú săn mồi và con người. Đây là tập hợp tất cả những cái video mà loài người đã từng chạm trán với những con thú ăn thịt. Thì mình không biết là sẽ có hình ảnh nào đó nhạy cảm ở đây hay không, nhưng mà nếu có thì mình sẽ che lại hoặc là pass qua, cắt bỏ đi. Và nếu các bạn thích video này, bạn hãy nhớ ấn like, share, subscribe và ủng hộ cho channel của mình. Và bạn hãy nhớ follow Instagram và fanpage của mình để có thể có thêm nhiều thông tin hơn về mình nữa. Còn bây giờ thì reaction thôi. It's reaction time. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Ok. Ôi! Ôi! Sư tử mở cửa luôn à. Thế coi lại. Ồ, có một cái bản warning nè. Đây là video không dành cho người bị yếu tim. Mấy bạn ai mà bị yếu tim thì đừng có coi video này nha. Ok, tiếp tục nào. Ủa, con gì vậy ta? Con gì không? Ôi! Gấu hả? À? Gấu mở cửa xe. Bà tôi nhỏ la sầm á. Quay. Sư tử à. Các bạn thấy hai cái trái cà na lủng lẳng không nào? Không? Anh sư tử đi đâu vậy? À, sư tử này là diễn viên đó bạn, diễn viên trong phim Vua Sư Tử. Lúc này là đang Simba đang đi tìm đường về nhà để có thể cứu dân làng nè. Simba chạy ngang qua một khu rừng và gặp một anh chạy xe hơi. Simba dừng lại. Mày làm sao? Nhìn thấy là chạy xe hơi. Biết nhìn không? Simba đuổi theo. Simba đuổi theo. Simba bỏ đi. Một anh đang chạy xe đạp trong rừng. Đạp một cách rất nhẹ nhàng. Rồi sao nữa? Surprise motherfucker. Whoa, à, con gấu nó vẫn gượt, nó vẫn đuổi theo luôn. Oh shit. Oh shit. Đừng cục bé đó. Ủa, đừng cục chưa. Má, con gấu nó lì vào đó bạn ơi. Chết mẹ cái cây để giữa đường rồi. No. Chạy đi anh chơi. Chạy đi. Bây giờ có người què trong cái rừng này vậy. Rừng nó là của con gấu đó anh chơi. Chết trời. Dân chơi thứ này không bao giờ chọc mấy con gấu đâu mấy dân chơi. Không đùa được. Chạy con mở đi, quan tâm chiếc xe đạp làm gì nữa. To vậy đấy. Con gấu đi ngang qua làng. Nó có vẻ là chưa đói, chưa ăn gì hết mà đang rất đói. Nó mà vô cái nhà là chết chắc nha con. Ui, ui. Nó to quá đá ơi. Wow. Watch out. Quá
Cái súng mà đi vòng vòng mấy con heo rừng là mấy con heo rừng quất mày chết rồi. Ô, con này con gà lôi nè, con thất kỳ á mày. Ông đỏ này. Nó lì giả mang luôn á. Wow. Ô con gì vậy? Ô con cáo hả? Con cáo bị nguyên cái lọ đội vô. Nằm yên coi. Mày nằm yên nó kéo ra coi. Nằm yên nè, từ từ. Nhẹ nhàng. Đó, ra. Chạy con. Rên. Mày quay lại mày chửi tao quánh mày đó. Tao bắn mày đó mày. Tao có súng mày nè. Bị chó bị gì? Bị chó đau bụng. Mèo. Ăn không cho mày nè, ăn đi. Rồi biết. À, quỷ chó xin ăn. À, mấy cái đầu thề đúng ghê. Đâu? Đù. Á, cho nó ăn, nó đem chai rượu đi, nó đem chai rượu về cho mình mới ghê á. Á, được. Á, bữa nào nhờ chó đi xếp trà sữa được. Con chó này lên được đưa vào làm rap hay Google Food Delivery Now gì đó. Được. Ui, quý sư tử ngồi. Ui ghê vậy. Ui men ghê vậy. Mình thường thường biết bạn nghĩ sao nha, dù là nó có kiểu màn trắng tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà sâu bên trong thâm tâm của con quỷ gấu này vẫn muốn quất thằng nhỏ. Cảm thấy là giờ thật là nó kinh dị. Quỷ cọp bị đau răng nè. Uầy, anh khỉ đột đích đẹp đấy. Ui. Anh khỉ đột lại bắt đầu chỉ kia cái anh khỉ đột bỏ chạy. Stop it. Oh!
Ôi. Ôi. Quá cọp trắng à. Ôi. Nó đang ngủ mấy ông mấy bà vô chụp hình selfie đó nhiều quá nó bực mình chứ gì đâu. Ôi. Tôi được cái thằng mồi phóng ạ. Ôi ôi quê nhậu bao ó. Các bạn vừa thấy một nụ hôn giữa một loài linh trưởng cao cấp và một loài linh trưởng chưa được tiến hóa. Ô phái, trời mắt khỉ khoái kìa. Mắt khỉ khoái phái đấy. Được, lần đầu tiên được gái hôn là trời ơi. Đã không? Người mặt phái là phê ư, phê ư. Tại sao phụ huynh lại dám cho con mình kiểu bán quỷ quỷ khỉ dê sờm ghê không? Nó liếm tới luôn kìa ghê không? Y con này cũng muốn hung nè, hung môi không? Đó, nó không hôn được, nó đòi tán người ta. Ui ghê quá. Tiếng kêu gầm gầm từ từ kìa. Con sư tử hiền nhất nãy giờ luôn mà bị chạy đó, tội nghiệp không? Đó là dễ thương. Gấu ăn không gấu ơi? Hello. Hello gấu. Hello. Wow. Quỷ gấu chụp được đồ luôn kìa. Ok, đó là tập reaction của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã gửi nhiều video về cho mình. Thì nếu bạn thích video này, bạn hãy nhấn ấn like, share, subscribe cho mình. Và mấy bạn hãy nhớ là cứ mỗi tuần thì mình sẽ làm một clip reaction. Cho nên các bạn hãy nhớ là gửi clip của bạn về fanpage ở đây. Và ở đây nữa, ngay cả Instagram và Facebook luôn, mấy bạn hãy nhớ ấn follow luôn cả hai các platform này, tại vì mình sẽ cập nhật tình hình của mình ở trên đó nữa. Ok, còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Maggie đây. Một con mũi thuật tôi đã cắn nhiều chân vào tay của tôi. Ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất. Tôi mà càng gái thì chân và tay càng sưng to lên. Ngươi quá trời quá đất, ngươi quá trời quá đất.